Cô chào tất cả các em học sinh lớp 3. Rất vui được gặp lại các em trên trang web học trực tuyến của trường tiểu học Lê Văn Tám. Hôm nay, cô sẽ dạy cho các em tiết toán bài chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Tiếp theo. Trước khi đi vào bài học hôm nay, cô cùng các em chơi một trò chơi. Trò chơi có tên tìm hoa cho ong. Muốn tìm được những bông hoa này cho những chú ong, các em phải trả lời đúng các câu hỏi. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng chơi nào. Câu hỏi thứ nhất. Phép tính 3.369 chia cho 3 bằng 1.123. A. Đúng. B. Sai. Các em có 10 giây suy nghĩ, 10 giây bắt đầu. Đã hết thời gian suy nghĩ. Chắc các em đã có đáp án rồi. Bây giờ trước khi chọn đáp án, chúng mình hãy cùng chia lại phép tính này nhé. Ở phép tính 3.369 chia cho 3, chúng ta bắt đầu thực hiện chia từ trái sang phải. Bắt đầu từ hàng cao nhất, đó là hàng nghìn. Ta lấy 3 chia 3 bằng 1. 1 nhân 3 bằng 3. 3 trừ 3 bằng 0. Tiếp đến hàng trăm, hạ 3, 3 chia 3 bằng 1, 1 nhân 3 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0. Tiếp đến hàng chục, hạ 6, 6 chia 3 bằng 2, 2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0. Đến hàng cuối cùng, hàng đơn vị, hạ 9, 9 chia 3 bằng 3, 3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0. Vậy, phép chia 3.369 chia 3 bằng 1.123. Các em đã chọn cho mình đáp án nào? À, đáp án đúng đó là đáp án A. Các em hãy tự vỗ tay khen mình nào. Chúng ta đến câu hỏi tiếp theo để tìm bông hoa tiếp theo cho chú ong nhé. Kết quả của phép chia 1.575 chia 5 là A. 325 B. 315 C. 515. Các em có 10 giây suy nghĩ, 10 giây bắt đầu. Rồi, đã hết thời gian suy nghĩ. Các em đã chọn cho mình đáp án chưa? Đáp án nào? Đáp án A, C bằng 515. Đáp án này không phải rồi. Hay là đáp án A? Đáp án A, 325. Chưa chính xác. Như vậy, 1.575 chia 5 bằng 315. Đây là một đáp án chính xác. Các em đã tìm được những bông hoa cho những chú ong. Rồi, những chú ong này đã cảm ơn các bạn rất nhiều. Như vậy chúng ta vừa rồi đã kết thúc trò chơi tìm hoa cho ong. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài học hôm nay nhé. Nội dung bài học hôm nay gồm có một, chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. 2.
Bài tập vận dụng. Tiết trước, các em đã biết thực hiện chia rút gọn. Tiết hôm nay, cô cùng các em tiếp tục thực hiện chia rút gọn nhé. Ở phép chia đầu tiên. 9.365 chia 3. Em nào còn nhớ để thực hiện chia, chúng ta thực hiện mấy bước? À, đúng rồi, chúng ta thực hiện hai bước. Bước 1, đặt tính chia. Bước 2, thực hiện chia. Các em còn nhớ khi thực hiện chia, chúng ta thực hiện từ đâu sang đâu? Đúng rồi, chúng ta chia từ trái sang phải. Ở lượt chia đầu tiên, chúng ta thực hiện từ hàng cao nhất, đó là hàng nghìn. 9 chia 3 bằng 3. Viết 3. Các em còn nhớ bước chia rút gọn là bước nào? Đúng rồi, bước chia rút gọn là bước nhân ngược. 3 nhân 3 bằng 9. Và bước trừ. 9 trừ 9 bằng 0. Chúng ta chỉ viết kết quả dư là 0 vào đây. Sang lượt chia thứ 2, hàng trăm là 3, hạ 3. 3 chia 3 bằng 1, viết 1. 1 nhân 3 bằng 3. 3 trừ 3 bằng 0, viết 0. Đến lượt chia thứ 3 là hàng chục, 6, hạ 6. 6 chia 3 bằng 2, viết 2. 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0, viết 0. Đến lượt chia thứ 4 là hàng đơn vị, hạ 5. 5 chia 3 không nằm trong bảng chia 3, nên chúng ta ước lượng 5 chia 3 được 1. Viết 1. 1 nhân 3 bằng 3. 5 trừ 3 bằng 2. Viết 2. Ở lượt chia cuối cùng, các em thấy số dư là 2, số chia là 3. Như vậy đã phù hợp chưa? Đúng rồi. Ở phép chia này, số dư là 2, số chia là 3. Như vậy, trong phép chia, số dư luôn luôn nhỏ hơn số chia. Nên phép chia 9.365 chia 3 dư 2 phù hợp. Để giúp các con củng cố phép chia có dư, cô cùng các con sang phép tính tiếp theo. 2.249 chia 4. Chúng ta thực hiện hai bước. Bước 1, đặt tính 2.249 chia 4. Bước 2, thực hiện chia từ trái sang phải. Ở lượt chia thứ nhất, chúng ta lấy 2 chia 4. Nhưng vì 2 nhỏ hơn 4, nên ta lấy số tiếp theo là 22 chia 4. 22 chia 4 không nằm trong bảng chia 4, nên chúng ta ước lượng thương 22 chia 4 được 5, viết 5. 5 nhân 4
bằng 20. 22 trừ 20 bằng 2. Viết 2. Ở lượt chia thứ hai, hạ 4. 24 chia 4 bằng 6. Viết 6. 6 nhân 4 bằng 24. 24 trừ 24 bằng 0. Viết 0. Đến lượt chia thứ 3. 9 hạ 9. 9 chia 4 không nằm trong bảng chia, nên chúng ta ước lượng thương. 9 chia 4 được 2. Viết 2. 2 nhân 4 bằng 8. 9 trừ 8 bằng 1. Viết 1. Ở lượt chia cuối cùng, ta thấy số dư là 1, số chia là 4. Số dư luôn luôn nhỏ hơn số chia. Vậy, ở phép chia này, 2249 chia 4 bằng 562, dư 1 là phép chia thích hợp. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn cho các con hai phép chia có dư và thực hiện chia rút gọn. Các con hãy ghi nhớ nội dung sau. Muốn chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số, ta làm như sau. Bước 1, đặt tính. Bước 2, thực hiện chia từ trái sang phải. Các con hãy vận dụng kiến thức vừa học để làm phiếu bài tập nhé. Đây là nội dung phiếu bài tập. Phiếu bài tập này gồm có 4 bài tập. Bài 1, người ta đã đặt tính. Ở bài này, các con chỉ thực hiện bước 2, tính. Chúng ta sang bài 2. Bài 2 yêu cầu đặt tính rồi tính. Ở bài này, các con thực hiện 2 bước. Bước 1, đặt tính. Và bước 2, thực hiện tính từ trái sang phải. Chúng ta sang bài 3. Bài 3 yêu cầu tìm x. Các con hãy suy nghĩ, x trong phép nhân này được gọi là gì? Đúng rồi, x trong phép nhân này được gọi là thừa số chưa biết. Như vậy, muốn tìm thừa số chưa biết, chúng ta làm sao? Muốn tìm thừa số chưa biết, chúng ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Các con hãy hoàn thành tốt bài 3 nhé. Chúng ta sang bài 4. Bài 4, mỗi xe tải cần phải lắp 6 bánh xe. Hỏi, có 1.280 bánh xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu xe tải và còn thừa mấy bánh xe? Các con hãy thực hiện bài giải ở bài 4 này. Các con hãy hoàn thành phiếu bài tập và gửi về cho cô. Chấm. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong các tiết toán hôm sau trên trang web của trường tiểu học Lê Văn Tám.